Dạ kính thưa quý vị, thì vào ngày đầu năm mùng 1 Tết thì người ta thường đi nhà thờ, đi chùa để thái lộc đầu năm, để có thăm những lễ sâm, xem coi vận mệnh của mình trong một năm có may mắn hay không, và cầu mong cho gia đình được hạnh phúc, ấm no, cầu mong cho công danh sự nghiệp được thăng tiến. Và đặc biệt những người độc thân thì họ thường đi chùa đầu năm để cầu mong cho tình duyên được may mắn và trong năm sớm gặp được tình thương. Dạ kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm câu chuyện đầu năm, nhạc và lời Hoài An do phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Dung. Xin mời quý vị vỗ tay thật là lớn cho ca sĩ Ngọc Dung ạ. Rất là nhiều. Và lời lớn đầu tiên Ngọc Dung xin gửi tới quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương.